Chào tất cả các bạn, thì mình là Thanh Hải, mình đến từ máy bay nông nghiệp Việt Nam Agridrone. Hôm nay ở video này mình sẽ gửi đến cho các bạn nội dung về việc so sánh giữa bộ sạc 4 cổng. Đây là bộ sạc ra mắt và mang công nghệ của năm 2019, và đây là bộ sạc 2 cổng của DJI được ra mắt vào khoảng giữa năm 2021. Đối với tất cả chúng ta cũng như đang sử dụng máy bay nông nghiệp thì bộ sạc là một phần không thể thiếu, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến vấn đề hoạt động cũng như là hiệu suất về vấn giang. Thì hôm nay Hải sẽ mang đến một thử nghiệm cho mọi người về bộ sạc 4 cổng và bộ sạc 2 cổng. Thì Hải cũng chia sẻ với mọi người luôn, thì cả hai bộ sạc này nó đều có thể tích hợp để sạc được cho các dòng pin, đó là D20, D16 và phiên bản mới nhất đó chính là D10. Thì đầu tiên Hải sẽ làm một thử nghiệm trên dòng pin T20. Mọi người hãy cùng đi vào thử nghiệm này cùng Hải nhé. Hải đã chuẩn bị cho chúng ta hai pin T20. Thì một pin Hải đã gắn sẵn trực tiếp vào bộ sạc 2 cân. Và tiếp theo một pin này Hải sẽ gắn sang cho bộ sạc 4 cân. Vâng, và ở đây mọi người sẽ cùng quan sát hai sẽ có cùng chung một mức dung lượng, rơi vào tầm khoảng từ 55-60%. Thì mọi người sẽ cùng quan sát Hải sẽ nhấn cho hai bộ sạc này sạc đồng thời cùng một khoảng thời gian. Vâng, vậy là bây giờ hai bộ sạc đã bắt đầu hoạt động. Thì ở đây Hải đã có chuẩn bị cho chúng ta một đồng hồ bấm giờ. Thì bây giờ Hải sẽ sử dụng đồng hồ này để mọi người có thể quan sát được thời gian cụ thể mà hai bộ sạc này sạc cho hai pin T20 là bao nhiêu nhé. Thì trong thời gian đang chờ đợi pin được sạc, Hải sẽ giới thiệu lại cho mọi người về bộ sạc 4 cân. Ở đây mọi người có thể quan sát được Hải đang sạc pin ở bộ sạc 4 cân này với chế độ sạc, đó là chế độ sạc nhanh. Đây chính là phần LED ở dưới. Như mọi người đã sử dụng bộ sạc này, chúng ta có thể biết được ở bộ sạc này có hai chế độ sạc, đó là sạc nhanh và sạc chậm. Sạc nhanh sẽ giúp chúng ta rút ngắn được thời gian của bộ sạc, nhưng nó sẽ không đảm bảo về vấn đề tuổi thọ của pin sau một thời gian cũng như là thói quen sử dụng lâu dài. Cho nên hãng cũng như là Agridrone sẽ luôn khuyến khích khách hàng của chúng ta nên sử dụng ở chế độ sạc chậm để đảm bảo được cho vấn đề tuổi thọ cũng như chất lượng của pin về lâu về dài. Và chuyển sang ở bộ sạc 2 cân, thì như mọi người có thể quan sát được ở đây có bảo bộ sạc 2 cân nó vẫn không khác biệt gì nhiều so với ở bộ sạc tiền nhiệm trước đó là bộ sạc 4 cân. Chúng ta có thể quan sát được lúc nguồn, và đây tiếp tục là đèn cảnh báo, sau đó là đèn hiển thị của hai cổng sạc tương ứng với hai dây sạc của hai cổng. Ngoài ra thì ở bộ sạc này chỉ tích hợp đúng như chúng ta hai dây, và chúng ta sẽ không cần phải gắn những sạc tương tự như ở bộ sạc 4 cổng để sạc cho những dòng pin CRT. Vâng, và ở đây mọi người có thể quan sát ở bộ sạc 2 cân chúng ta đã gắn pin T20, thì ở pin năm 2018 thì hiện có đã được sạc đây. Thì ở pin T20 gắn vào bộ sạc 2 cân đang được sạc đây, và tiếp tục ở đây chúng ta đọc hồ bấm giờ của Hải, thì đọc hồ bấm giờ đang hiện là sắp xỉ 8 phút. Như vậy chúng ta có thể quan sát được ở pin T20 ở mức sạc từ 55 cho đến 100%, thì bộ sạc của chúng ta sẽ mất thời gian khoảng chừng là 8 phút để sạc đầy. Từ đó sau một thời gian sử dụng như qua thử nghiệm vừa rồi, thì chúng ta có thể biết được ở dòng pin T20 sạc cộng sạc 2 cân này sạc cho từ mức sạc 20% cho đến 100%, chúng ta sẽ mất khoảng thời gian sạc xỉ đó là 8 phút. Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục chuyển qua ở bộ sạc 4 cân này. Thì ở đây mọi người có thể thấy là bộ sạc 4 cân pin T5 của chúng ta cũng đang được thể hiện ở sạc ở mức cuối cùng, đó là đèn led thứ tư. Còn ở bộ sạc 2 cân chúng ta đã được sạc đầy rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục để xem trong khoảng thời gian bao lâu nữa thì ở bộ sạc 4 cân này sẽ được sạc đầy cho pin T20 này. Và ở đây pin T20 của chúng ta gắn vào bộ sạc 4 cân cũng vừa được sạc đầy. Đây mọi người có thể quan sát ở bộ sạc 4 cân thì T50 chúng ta được sạc đầy ở với một thời gian đó là 12 phút cho mức sạc từ 55 cho tới 100%, khác biệt với so với mức sạc từ 55 đến 100% 8 phút ở bộ sạc 2 cổng. Như vậy đối với bộ sạc 4 cân này, sạc pin T20 sạc
PT20 từ mức sạc 20% đến 100%. Ở chế độ sạc nhanh chúng ta sẽ mất khoảng từ sắp xỉ 20 cho tới là 25 phút và quay trở lại về vấn đề thì chúng ta sạc. Thì ở mức sạc 220 chúng ta được thời gian chúng ta khá là nhiều, cho nên vấn đề về việc phải sử dụng nguồn pin là không còn là quan trọng. Từ đó nó sẽ giúp chúng ta không phải cộng lên khi việc di chuyển, lúc mà thẳng máy bay nó phải mang theo nhiều pin. Và điều đặc biệt hơn, khi sử dụng điện pin thì vấn đề về kinh tế chúng ta sẽ không cần phải đầu tư với số tiền quá lớn để có thể vận hành được máy bay nông nghiệp. Và Hải hy vọng qua video này mọi người sẽ có sự lựa chọn tốt nhất cho mình trong vấn đề vận hành máy bay nông nghiệp. Và đó là tất cả những gì mà Hải mới chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Bây giờ Hải xin chào và tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở một video ý nghĩa sau nhé.